nước Triều Minh mới được thành lập để củng cố giang sơn của Đại Minh. Hoàng đế đã diễn ra một mạng lưới bảo vệ nghiêm ngặt. Ông ta đã huấn luyện quân nhân học cách đàn sáo để trở thành mật thám, trong vòng pháp luật chấp hành quốc pháp, ngoài vòng pháp luật tiêu diệt kẻ thù. Tổ chức này được gọi là Cẩm Y Vệ. Ngựa võ công cao nhất sẽ là chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, quan hiệu Thanh Long. Các đời Thanh Long đều được nhận vũ khí lợi hại nhất của đại đội, tên là Đại Minh Thập Tử Thí. Trong bảo hộp này có chứa 14 bảo đao khác nhau, trong đó có 8 đao tên là Thiên Điện Tướng Pháp Ý Tính Nhân Dũng, dùng để thẩm vấn tra hỏi. 6 cái khác dùng để hành quyết. Đầu tiên giết những ai chống lại chỉ lệnh, thứ hai giết những ai tham quyền, thứ ba giết những người có thường luật pháp, thứ tư giết kẻ phản quốc, thứ năm giết những người bán trái đem huynh đệ tương tàn, cái cuối cùng tên là phụng thiên thành nhân, cho những người nhiệm vụ thất bại dùng để tự sát. Đám quân nhân đi, nếu có được người lãnh đạo an ninh, bọn họ có thể bảo vệ được mình. Nhưng khi còn mới là không quân thì sẽ trở thành những kẻ khiến người khác khiếp sợ. Cảm như vậy liên quan đến rất nhiều chuyện trọng đại, cho nên luôn bị tiêu diệt bởi những ân oán âm mưu bên ngoài. Đây chính là số phận nghiệt ngã của Cẩm Y Vệ. Phủ thành của Khánh Thân Dương. Chính là thúc phụ của hoàng đế đương thời. Lúc Tiên Đế còn tài vị thì ông ta đã phát động binh biến, sau khi thất bại bị phế chân, bị đày ra biên ngại suốt đời không được đặt chân vào thành. Diên gia, kế hoạch của chúng ta và giả Tinh Trung đã được sắp đặt cả rồi. Nhờ đến gương mặt giọt tiền của tên thái giám đó là tức giận. Việc gì cũng có cái giá cả. Dù gì thì năm đó cũng nhờ ông ta cầu xin nên ta mới còn sống đến giờ. Cái này những gì hướng với hắn ta đã đưa hết rồi, bây giờ lại muốn thêm nữa. Ta thích những ai thêm tiền. Tiền chẳng qua cũng chỉ là con số mà thôi, nếu có thể tính ra hết. Ta ghét nhất là những món nợ tính không hết. Tự cấm thành cung Càn Thanh. Nô tài giả Tinh Trung chúc hoàng thượng thiên thu vạn tuế. Thoát thoát tham kiến nghĩa phụ. Thoát thoát, có biết tại sao ta lại triều con gì chứ? Con nhất định thay nghĩa phụ hoàn thành tâm nguyện lâu năm đi.
Dương gia. Phụ chỉ huy sứ cảm như vậy. Thanh Long, Dương triều chúng ta bất hạnh, ái phó triều Thẩm Ngôn âm mưu tạo phản. Ngày mau đi lấy lại bảo hộp mà quan thường đã tặng hắn, trong đó có chứng cứ tạo phản. Có chỉ nhiều của quan thường không? Chỉ huy sứ Thanh Long nghe lệnh. Bất đến hoàng thượng, ái phó triệu Thẩm Ngôn bí mật tạo phản, lên cho Thanh Long cảm nghi vậy hành quyết. Bạch Hổ, Chu Tước sẽ tạm thời lên nắm quyền chỉ huy sứ, quyền vũ sẽ được điều về đông xưởng đợi lệnh. Khâm thử cảm nghi vậy chỉ huy sứ Thanh Long tiếp chỉ. Con sợ lắm. Thủ chính, đừng sợ. Thẩm Ngôn, hay là chúng ta cùng đi vậy? Phu nhân, ta không đi được. Là vì cái hộp đó phải không? Nhất định là cảm như vậy. Quân tấn công, mời được quân dân ra khỏi thành trong tối nay. Tuân lệnh. Cha, cha, cha hứa với con đi, nhất định sẽ đến tìm chúng con nhé. Cha hứa với con, đừng quên cha. Cha đến thư phòng. Dân mẹ ơi, con sợ, đừng sợ. Các quân đệ, đừng ép ta ra tay. Giết. Xin đem giao ra bảo hợp của hoàng thượng. Người đều biết rằng đầu của triều Thẩm Ngôn ta có thể rơi, nhưng không bao giờ chịu khuất phục bởi những tên gian thần loạn đảng. Ra đi. Thủ chính, cha, thả nó ra. Cha, người bị ổi quá. Ta biết ông sẽ không chịu nói với ta, nhưng Thanh Long ta đang làm nhiệm vụ, chỉ có thể hỏi nó thôi.
Thủ chính, cháu đừng sợ. Thì chú hỏi này, thủ chính, hắn ta đang gạt con đó. Cho chú biết đi, không được nói. Chẳng phải ta đã bảo con đừng nói sao? Còn không có. Chú ấy bảo cho con một điều ước. Con chỉ nói mong chú ấy trả cha về với con. Cái tình trùng, tôi nói với người, trong hợp làm ngọc ấn của hoàng thượng không? Thanh Long, người có khi nào nghĩ nếu như ngọc ấn rơi vào tay kẻ gian thần thì có bao nhiêu sinh mạng trong thiên hạ sẽ phải chết không? Đúng rồi, bảo vệ ngọc ấn cũng chính là trách nhiệm của cẩm y vệ các ngươi. Nhà đó chỉ viên sứ cảm ơn vậy phiền dũng. Quyền Dũng, Quyền Dũng, tên súc sinh, có giỏi thì thả ta ra, ta sẽ giết hết ngươi. Quyền Dũng, nếu bọn chúng đã không hối cải thì giết hết đi. Mọi người nhìn thấy sự thành công của ngươi thì sẽ không nhớ ngươi đã dùng thủ đoạn đen tối thế nào. Quả nhiên không nhìn lầm người. Thả bạch hổ ra. Yeah.
Phó Thác dâng lên phụng dương đến giúp Giả Công Công. Chúng tôi biết được Thanh Long đã chạy thoát để tránh rắc rối không đáng có. Tôi xin giúp Giả Công Công trừ khử Thanh Long. Cô Lương bảo là người của Thân Dương, có chứng cứ gì không? Khánh Thân Dương Phụng. Của ngươi đi. Đầu to, dùng tiết kiệm đó. Tiêu Đồng, ngay cả tiền này ông cũng chia cho chúng tôi. Nếu người ở ngân cục đến đòi nợ thì ông làm sao? Ta ở đây sẽ tự có cách thôi. Trưởng quỹ của ông đi. Tiêu Đồng, tiêu cục giải tán rồi, lá cờ của tiêu cục chính nghĩa chúng ta. Người giữ đi. Dù sao thì sau này trên giang hồ cũng sẽ không còn tiêu cục chính nghĩa nữa. Cha, thật sự thì chúng ta có thể tiếp tục. Tiêu cục làm ăn luôn lỗ vốn, chúng ta không thể cầm cự nổi đâu. Kiều Hoa, cha và các thúc thúc cũng đã già rồi, con có thể cùng đi với mọi người mà. Cha, con không muốn thành thân. Chẳng phải người ở ngân cục đã đến rồi sao? Đã đến là hai ngày sau mới trả tiền mà. Kỳ quá. Khách quan, có việc gì không tôi muốn nhờ ông hộ tống tôi ra khỏi thành. Vì khách quan này, tiêu cục vừa mới giải tán xong. Tiêu Đồng, gần 300 lượng. Sau khi xong việc, tôi sẽ đưa thêm 300 lượng nữa. Ừ. Vị khách quan này, có phải muốn nhờ bảo vệ cái hộp này không? Là tôi. Cảm ơn. Chúc mừng Tiêu Đồng. Cảm ơn. Đi mau đi. Hôm nay tất cả mọi người đi phải trang xếp cẩn thận cho ta. Dân đội trưởng Dương, đội trưởng Dương. Tiêu Đồng, hôm nay trang xếp như gạch như thế đã xảy ra chuyện gì vậy? Tới mới về Thanh Long bí mật tạo phản, hoàng thượng ra lệnh bất cứ đội ngũ đội dưới thành nào thả Thanh Long đi đều bị giết hết. Hôm nay là ngày thành thân của con gái tôi.
Gả con gái hả? Chẳng phải năm ngoái đã gả một lần rồi sao? Việc này đừng nhắc nữa. Không nhắc, không nhắc. Đội trưởng Duyên à, giúp một tay nha. Tôi sợ trễ giờ, xin cho chúng tôi qua trước. Được rồi, nhưng phải kiểm tra trước. Đội trưởng Duyên. Đội trưởng Duyên. Ôi, Duyên thúc thúc, cháu gái của ta đúng là càng ngày càng đẹp. Duyên thúc thúc, thúc thật biết nói đùa. Được rồi, xe này tôi đã kiểm tra rồi, ta sẽ đưa mọi người ra khỏi thành. Anh có thể bỏ tay tôi ra được không? Nếu như lần này mà cháu còn không gả đi được thì lấy thúc thúc chứ. Nhanh lên, đi thôi. Mau lên nào. Điên đầu, rượu của chúng ta đi. Chia cho mọi người uống đi. Lệnh của điên đầu mọi người đã chấp giảng rồi. Hát quan, ăn cơm đi. Đây chính là rượu thuốc gia truyền của tiêu cục chúng tôi, sẽ có công dụng làm tan máu bầm. Nào, uống một chút đi, sẽ có ích cho nhiều thế thương thế của ngài đó. Rượu này được cha tôi điều chế từ lúc mới khởi nghiệp, tính ra cũng được 46 năm rồi. Lúc nhỏ tôi không hiểu chuyện, bây giờ lớn rồi, nhìn thấy ông ấy lớn tuổi như thế, còn phải nhẫn nhịn khắp nơi, trả tiền cho bọn bảo kê, tôi mới hiểu rằng cái giúp được ông ấy không phải là rượu thuốc trị thương, mà là rượu giải sầu. Tôi muốn giúp ông ấy, nhưng ông ấy cứ không chịu. Lần này nếu như không phải gả tôi đi thì ông ấy sẽ không cho tôi đi cùng. Tôi rất mong giang hồ này có thể xuất hiện một vị đại hiệp chủ trì chính nghĩa. Hào xiang de jiǔ a. Các người, ai là người nắm quyền ở đây? Tại hạ là kiều dĩnh của tiêu cục chính nghĩa, mới vừa đến đây chưa kịp thỉnh giáo. Chúng tôi là Ban Thiên Ưng, có biết không? Anh ta rất nổi danh trong giang hồ, thiên hạ đệ nhất đao đại bạc phát quan. Hôm nay Thiên Ngưng ban nể mặt các ngươi. Tại sao đám người này cứ hiếp đáp kẻ khác? 80 lượng thôi, thiếu một cắt cũng đừng hòng ra khỏi đây. Đúng, thế giới này thay đổi thật sao? Bách tính chúng ta thật sự phải sống mà bị sỉ nhục như thế sao? Không được chạm vào cần của tiêu cục ta. Chưa đâu, tự nhiên không phải do người khác cho, mà phải tự mình giành lấy. Dừng. Người không cần mạng sao? Lên. Ai vậy?
lên. Thật không ngờ, ta đã nhìn lầm rồi. Đại nhân, xin lỗi. Xin lỗi đại nhân, đi thôi. Đại nhân, tôi thật sự nhìn thấy dây đai của cảm ý vậy. Báo lên. Làm gì vậy? Anh ta trong xe. Trận pháp cấm như vậy, các vị có biết trận pháp này là do ta nghĩ ra không? Vậy Thanh Long, ông công đã quá xem trọng ngươi rồi. Thì ra anh ta là Thanh Long.
Đầu tiên giết những kẻ lạm quyền, thứ hai giết những kẻ tàn sát lẫn nhau. Tôi nói Lộc Ngày Vũ, chính hắn ta ép chúng tôi truy đuổi ngài. Ai đã giết Bạch Hổ? Trương Tiết. Trương Tiết là do Quy Vũ giết. Người giết Bạch Hổ là và phán thần Dương phái đến, một cô gái tên Dịch. Kiếm pháp của cô ta rất nhanh, tên là Thoát Thoát. Người về nói với Giả Tinh Trung, phải mới về không còn Thanh Long nữa, bảo ông ta đừng tìm ta nữa. Đừng. Đi đi. Đi. Nếu ngài đã là cảm như vậy thì chuyến thiên lần này chúng tôi không thể nhận được. Tiền mà ngài đưa tôi sẽ trả hết cho ngài. Ngài đừng hại cha tôi. Có gì từ từ nói. Ngài nhìn ta chỉ có một đứa con gái. Xin ngài đi. Tôi muốn ông đi về phía đông. Trên đường đi dùng tên của ta để đánh lạc hướng. Ông nghĩ cách dù đám người đuổi theo ta đi đường khác. Ba ngày ở Mộc Miên Trấn, ngươi có thể có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, đỡ con gái như vậy. Thứ hai, giờ đem xác của ta đi. Cha, kêu qua. Kêu qua. Cha. Cha. Người nhìn lén tôi. Tôi phải đi tìm. Làm gì vậy? Đi đi. Mai xong áo mới được ăn. Có khách đến. Cha xem kìa, nhờ trong nhà chơi đi. Mời ngồi.
Hành vị khách quan, ở đây chúng tôi có thịt bò thượng đẳng dùng nha. Được rồi, cho nửa ký đi. Tôi muốn lấy loại mỡ, ăn sẽ thơm hơn. Hai vị có thịt dê mới nhập về, hai vị có muốn thử không? Thế thì cho nửa ký đi. Cho nhiều tỏi nhé. Tôi ăn không quen mùi thịt dê. Được, ở đây có rượu nho rất ngon, rất thơm. Vẫn tôi không uống rượu nho, tôi cũng không quen uống. Cho nửa cân đi. Rượu trắng, một cái thịt bò, nửa cái thịt dê và nửa cân rượu trắng. Được rồi. Xin mời dừng. Giang hồ có quy củ của giang hồ, ăn cơm thì quy củ của ăn cơm. Anh dùng tay bóp như thế này thì sao tôi ăn được? Cầm lấy. Quan nè. Ông chủ, tính tiền. Hai vị muốn ăn vừa miệng không? Ngon lắm. Điều của chúng tôi giá tiền bình dân chỉ có một lượng 4 hào. Tôi không có tiền. Tôi bị anh bắt mà. Tiền của tôi đưa hết cho cha cô rồi. Sao hả? Rút cuộc các người có tiền hay không? Nhìn cổ nam nữ này, nước tôi cất ngựa cho các người thì đã biết các người cố tình đến ăn chùa phải không? Thế không được đâu ông chủ. Ông có chuyện bằng đó, tôi báo quan đi. Đứng lại. Cổ nam nữ gì chứ? Các người biết anh ta là ai không? Anh ta là cảm. Tại hai là người ở trong thành, họ cảm. Thật xin lỗi, hôm nay tôi không có đem tiền. Tôi nghĩ cái kim bài này có thể đủ tiền cơm hôm nay. Tôi đã biết khách quan là người có tiền mà. Sẽ thối lại cho ngay. Cô làm gì vậy? Cho bọn họ nhiều tiền như thế thì chúng ta có thể mua được 10 con ngựa mà. Đi. Thanh Long là tên thật của anh sao? Thanh Long là quan hệ của tôi. Tôi không có tên. Sao anh lại trở thành cảm y vệ vậy? Tôi không có sự lựa chọn. Anh không cảm thấy giết nhiều người như thế là không đúng sao? Từ trước đến giờ tôi chưa hề hỏi tại sao. Chỉ hỏi thời gian, địa điểm và người nào. Anh có nghĩ đến chuyện từ bỏ không? Cảm ơn vậy vốn là một con đường không thể lùi lại. Con đường này rất ngắn. Tôi sẽ đi hết nhanh thôi. Nếu như không có kẻ địch đuổi theo thì anh có thể chạy mà. Hoàn thành nhiệm vụ chính là tôn nghiêm duy nhất của cảm như vậy. Tôi luôn biết hôn phu của tôi lừa dối tôi.
Tôi vẫn giả vờ như không có gì xảy ra để hoàn thành hôn sự này. Như thế thì có phải là đánh mất tôn nghiêm của mình không? Tôi hy vọng tìm được một vị hôn phu để gửi gắm cả đời. Nhưng anh ta lại đa tình. Tôi hy vọng trên giang hồ có thể xuất hiện một vị đại hiệp. Nhưng anh ta là giết người không chớp mắt. Nhưng tôi vẫn có hy vọng nơi tương lai. Mẹ tôi thường nói, có hy vọng chính là mang đến may mắn. Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường riêng của mình. Thanh Long, đối với anh cũng thế thôi. Miễn sao vẫn còn có con đường để đi, nhất định sẽ trời xanh mây tạnh thôi. Cầm lấy đi, dân, coi chừng đó. Đây là gà nướng mật ong. Đây là bánh nướng. Đây là rượu giò của nhà chúng tôi. Sau đó còn cần gì, cứ việc đến với tôi. Đại nhân, mật hàng đã đến chưa? Đến rồi. Xin mời. Tôi đi cùng đi mua quần áo. Tiểu thư, cô mặc cái áo này thật đẹp, rất hợp với cô. Hay là cô thử cái khăn lên này đi, quấn vào sẽ đẹp hơn đó. Đẹp lắm. Thử cái khác đi. Bộ này càng đẹp hơn nữa. Tôi muốn cô làm một việc cho tôi. Việc gì? Cô đến dịch trạm tìm một người tên là Giả Tinh Trung. Nếu bọn họ hỏi cô là ai thì đi bức thư này cho chúng. Một người con gái như tôi vào quan phủ có khi nào... Như thế thì giống con trai rồi. Tôi còn có gì phải làm. Làm xong sẽ đến tìm cô. Dân. Khi làm gì vậy? Tôi đến đây để tìm một người tên Giả Tinh Trung. Người là ai?
Đâu vậy hắn ta? Tôi là Thanh Long. Thanh Long, trên trời có đường ngươi không đi, địa ngục không có đường thì ngươi lại đến. Cả mi vậy giống là một con đường có đi mà không có về. Cả mi vậy giống là một con đường có đi mà không có về. Nói, rốt cuộc ngươi tìm Lẽ Công Công có việc gì? Cảm ơn về chúng ta làm việc. Từ trước đến giờ không hỏi tại sao, chỉ hỏi thời gian, địa điểm và người nào. Thì ra Giả Thanh Trung muốn bắn ba tỉnh, tiền sẽ do Hạ Hồng Đô phụ tự đưa đến. Ngày 12 tháng này chính là hôm nay. Thái Long, người vẫn còn nghĩ có thể ở đây tự tư tự tác sao? Nghiêm Vũ Quang Thành chính là tội nghiêm duy nhất của cả mình vậy. Bắt hắn lại. Bắn lấy hắn. Sao lại là một cô gái chứ? Bá kiến trung quý, chỉ đường cho ta. Tuân định. Cô làm gì thế? Tôi có nói cần cô giúp sao? Chẳng phải anh muốn lợi dụng tôi sao?
cô giấu lấy. Sau này không được phép rời khỏi tôi nửa bước, hiểu không? Đưa tay đi. Từ từ thôi. Chuyện gì? Vẫn này. Khách đến rồi kìa. Được, tới ngay đi. Hai vị khách quan bên đây. Lối này. Mời. Hai vị đến thật kịp lúc. Nếu hai vị không gấp, chị có thể xem tháng qua bắn hôm nay đó. Hôm nay chúng tôi sẽ đi ở đây nghỉ ngơi. Có phòng không? Có. Tôi sẽ chuẩn bị một căn phòng cao cấp cho hai vị. Cho chúng tôi hai phòng. Hai phòng hả? Có. Xin mời dùng. Một lát chúng tôi sẽ ra tay. Cô đi trước đi. Bạn này đã có người rồi. Hay là ngày tôi muốn ở đây sẽ bắn pháo qua. Khách sạn này cũng đâu phải là của anh đâu. Không sao. Tôi cũng muốn có thêm một người bạn. Tôi không cần bạn. Khách sạn này tôi bao hết rồi. Cái này. Anh nhìn bọn chúng kìa. Tôi theo anh lâu lắm rồi. Đừng hòng đụng vào chúng. Hôm nay là cơ hội hiếm hoi được gặp cả mi vệ Thanh Long. Để phán quan ta lĩnh giáo vài chiêu. Trước khi đồng tiền rớt xuống, ta sẽ đánh bại người. Đi. Anh không sao chứ? Không sao. Trước khi cái chiến này quay xong, ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Tốt lắm. Đừng cứ động. Thanh Long. Sao người không dùng đao? Ta không nghĩ sẽ đánh với anh. Nhưng tôi muốn nói cho anh biết, đời đó có 1.000 lượng. 1.000 lượng vàng. Còn họ rất đông. Chúng ta có thể hợp tác.
Đây chính là bản đồ dịch chậm. Đêm đó có thể bắn tên làm tín hiệu, phát động tổng công kích. Phân chia thế nào? Tôi không lấy gì hết. Tôi chỉ muốn lấy một vật mà chúng đang giao dịch. Tại sao tôi lại tin anh? Nếu thất bại thì tôi sẽ tự kết liễu bản thân. Thế nhưng ban chúng tôi có luật lệ. Có một ngày, nếu mà tôi tìm thấy một thứ xứng đáng để tôi liều mạng đi lấy về, thì chúng tôi sẽ tự cường đạo biến thành người tốt. Thanh Long, anh muốn lấy cái gì? Tôn nghiêm. Đi thôi. Tuân lệnh ban chủ. Lúc nãy tại sao không chạy? Chẳng phải anh bảo tôi không được rồi anh nửa bước sao? Người bảo tôi phải lấy làm buôn bán ở Nhãn Môn Quan. Anh ta cứ bảo tôi trung thu thì đến đây xem pháo hoa. Ở đây nói pháo hoa đẹp lắm, phong cảnh ở đầy mặt, đất trời rộng lớn bao la. Tôi nhất định sẽ rất thích. Anh ấy bảo nếu tôi đến rồi thì đừng đi nữa. Anh ta muốn bù lại những việc mình đã làm. Tôi đến rồi, nhưng lại đi cùng với một tên cẩm y vậy. Đây là tiền mà tôi nợ các người. Ngày mai đi tìm vị hôn phu của mình đi. Anh muốn tôi đi tìm anh ta sao? Anh đã lợi dụng xong tôi rồi sao? Ừ. Tôi đã lợi dụng xong rồi.
Đây là lễ bắn pháo hoa, tại sao lại có một mình gì? Không còn người thân nữa. Nếu không một mình thì ở đây, ở dai đi. Rất vui khi cô ở đây với tôi. Có rất nhiều người đến tìm tôi, nhưng bọn họ không gặp may. Nên nào cũng chỉ còn lại mình tôi. Thì cảm giác ấy thật khó chịu. Thật ra thì người đi tìm anh cũng không dễ chịu đâu. Khi anh càng hiểu rõ người mình muốn tìm, thì sẽ xem anh ta như là bạn. Nhìn bạn bè mình ngã xuống, cái cảm giác ấy càng khó chịu hơn. Lần tôi cảm thấy khó chịu nhất chính là phải tự tay giết anh trai ruột của mình. Yên tâm đi, cơn ác mộng của anh sẽ mau kết thúc thôi. Ngày nào tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho việc này. Trước khi tôi ngã xuống, phải làm xong việc cần làm. Ai cản đường tôi, không cần biết là kẻ địch hay bạn bè, người đó sẽ phải ngã xuống trước. Để bắn pháo qua rồi. Đem cái này vào trong. Bọn nhóc ở đâu ra thế này? Đi chơi đi. Đi ra, đi ra. Đi đi. Chị ơi, cho em tiền đi. Cảm ơn chị.
Như quý, vất vả cho ngài rồi. Ngân đang vì chuyện Diên gia được tặng 3 tỉnh thành ở biên ải, đã tốn không ít sức lực của ta, còn công vất vả rồi. Ta thay Diên gia cảm ơn ngài. Thì cái chúng ta cần, công công đem đến chưa? Bất chí thư đã đem đến chưa? Thế lệnh ta cũng phải xem qua. Công công, trước khi tôi đi, Tân Dương đã thay đổi một chút nội dung bất chí thư. Bây giờ chính là tiết Trung Thu, Thái Tổ Quản Lý đã khởi binh vào ngày này, rồi đạt được đại nghiệp thiên thu. Hôm nay cái mà Dương gia muốn chính là bức chiếu thư của hoàng đế, để Dương gia có thể vào thành. To gan, các người như thế chính là tạo phản. Công công, ngươi không hiểu sự tình hay sao? Chẳng lẽ ngài không sợ chém đầu à? Hoàng Vũ, gật lấy ngọc ấn. Hoàng Vũ, ngươi, công công, ngươi đâu? Chẳng phải ông đã nói khi người khác nhìn thấy thành công của ông sẽ không nhớ đến thủ đoạn đen tối của ông sao? Tôi đã phục vụ cho nhân gia rồi. Công công, cảm ơn ông đã cứu tôi. Lệnh xuống phong tỏa nơi này, bất cứ ai xông vào cứ dịp giết. Dân, đối với đại dân, xin người chứng tư cho tôi. Chúng ta phải đóng ngọc ấn lên đó. Giết.
Thanh Long, Đô Quý, đây là gì? Nhà của cảm y về chúng tôi. Hôm nay ai dám cản đường tôi thì ở đây sẽ có thêm một cái xác. Tôi đừng bằng hơn các người. Tôi phấn đấu về chính mình là sai sao? Tôi biết anh luôn xem tôi là em trai, nhưng anh chẳng phải cũng thế sao? Giết tên trai của mình, giết huynh đệ để tồn tại còn đau khổ hơn cả chết. Cái cảm giác đau đớn ấy chính là một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh. Ta không muốn người giống ta. Ngươi yên tâm, đi trên đường xuống suối vàng, ngươi không lẽ lôi đâu. Khi mọi chuyện xong rồi, ta sẽ xuống bầu bạn với ngươi. Đi tắm đi. Ta ghét nhất ý đồng hiếp yếu, đại mặt bắn văn. Chẳng phải anh chỉ biết đánh cướp thôi sao? Tôi thích ăn cắp, nhưng thích đánh lộn hơn. Xe của anh ở sau dịch chạm, ở đó có nước, thức ăn và mọi thứ, đủ để anh đi 4-5 ngày đường. Tiền của anh ở đây, tất cả đều là của tôi sao? Đúng vậy. Đạo lý ăn cắp không phải vì tiền. Tôi thật không hiểu, sau này còn có chuyện như thế nữa, hãy nhớ nói với tôi. Chắc chắn rồi. Mau đi đi. Thanh Long, ta đến từ 1-3. Anh không liên tục ấn ra thì tôi sẽ giết cô ta. 1 2. Anh sẽ không gì tôi. Bà từ bỏ cục ấn chứ. 3. Thank you.
Xin lỗi. Vì tôi mà anh bỏ Ngọc Ấn. Chẳng phải con nói mọi người đều có quyền chọn con đường của mình sao? Đúng rồi, sao cô lại bị cô ta bắt vậy? Hôm đó sau khi tôi tìm thấy vị hôn phu rồi thì đến tìm anh, rồi bị cô ta bắt. Xin lỗi, tôi không nên bảo cô đi tìm anh ta. Tôi phải đưa cô đến trả lại cho anh ta mới phải. Chúng tôi ở đây nhìn thấy Thanh Long và một cùng cái thầy dực giao chiến. Thanh Long thất thế, sử dụng xe của chúng ta chạy trốn. Quân đệ ở trại Bắc phát hiện được Khánh Thành Dương đang nổi trống. 1.000 binh lính đã sẵn sàng chuẩn bị tấn công, đồng thời lại phá ra 3 đội súng tiến vào Thiên Lang cổ thành. Không biết có ý gì. Người trong kinh thành cũng rất hoang mang. Triệu Thẩm Hôn do làm mất Ngọc Ấn để bị chém đầu. Hơn nữa vật mà Thanh Long làm mất trong nhiệm vụ cũng chính là vật này. Nói như thế, vật mà Thanh Long lấy cũng chính là Ngọc Ấn. Cái Thanh Long muốn lấy không chỉ là Ngọc Ấn. Mà còn là thanh đao cuối cùng của Cẩm Y Vệ, tên là Phụng Thiên Hành Nhân, dành cho những người làm nhiệm vụ thất bại tự sát. Lấy lại Ngọc Ấn không phải là chuyện của riêng anh. Thành Long, tuy rằng võ công của anh cao hơn chúng tôi, nhưng chúng tôi có một thứ mạnh hơn anh. Chúng tôi biết đường. Chúng tôi thông thạo đường nơi này. Không kịp rồi, để chúng tôi giúp anh. Được. Chỉ cần bọn chúng dùng Ngọc Ấn đóng dấu lên chiến thư thì Khánh Thanh Dương sẽ dẫn binh vào thành. Thế thì Bạch Tính lại gặp phải cảnh đầm than, cho nên nhất định phải đến trước khi Ngọc Ấn vào tay bọn chúng, phải lấy nó về. Nếu còn thoát thoát ra cổ thành, nhất định sẽ phải qua Thiên Lang cổ thành. Thanh Dương làm việc cẩn thận, nhất định sẽ phải cứu được diện ta. Phân tán bọn chúng ra thì làng cổ thành là nơi cung nổi tiếng. Tôi biết một con đường tốt, tôi dòng có thể đến trước bọn chúng. Các huynh đệ, nhanh lên.
Dừng lại. Nguyên Vũ, ngươi đưa ngục ấn đi, còn ta giải quyết Thanh Long. Chúng ta đi thôi. Đi xem đi. Bảo đội quả thư xuống ngựa đuổi theo. Giết. Chúng ta chia làm hai đường. Đi. Thank you.
Ngọc ấn ở đây. Ta đã không quay đầu được rồi. Anh giết tôi đi. Ca ca. Thành Long, anh mau đi tiếp ứng cho Kiều Quan. Ở đây có quân đội chúng tôi lo. Thành Long gặp điều đến đây để nộp mạng. Ngừng băng đến đi. Phán quan. Phán quan. Nói với Thành Long, nếu như sau này có gặp tôi ở nơi sa mạc, đừng vui mừng quá. Nếu như gặp cô ta, cũng đừng đau buồn vì tôi. Qua khỏi đây thì có thể ra khỏi thành rồi. Anh không đi với bọn tôi à? Con đường của Cẩm Y Vệ rất ngắn. Còn hôm nay thì tôi đi hết con đường này rồi.
Chẳng phải anh đã nói chúng ta phải cùng nhau đi ngục ấn vậy? Tôi muốn anh đi cùng tôi. Tôi hứa với cô, sau này cho dù cô gặp khó khăn gì, chỉ cần lắp cái chuông trên tay cô thì tôi sẽ giúp cô đánh đuổi người xấu. Tôi nói với anh một bí mật. Hôm đó tôi gặp mặt vị hôn phu xong, chẳng phải đã về tìm anh sao? Vì tôi muốn nói với anh, tôi đã từ chối hôn sự đó rồi. Việc anh bảo tôi làm, tôi nhất định sẽ làm. Không cần biết anh có gạt tôi hay không. Tôi cũng đợi anh. Kiều Hoa, giúp tôi đem ngọc ấn giao cho Trần Tây Tiến Quân. Sau khi giải quyết xong thoát pháp, tôi đến tìm cô. Đợi tôi.
trước khi tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ai cản đường ta? Cho dù là bạn bè hay kẻ địch, người đó sẽ phải ngã xuống trước. Cuối cùng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì tôi đã hứa với Thanh Long. Âm mưu của Tần Dương bị bại lộ trước khi ông ta bị hành hình. Nghe nói đó là Tần Dương chưa hề khóc, nhưng khi ông ta biết khó thoát chết, ông ta đã rơi nước mắt. Việc duy nhất trong kinh thành là quản lý lại lên triều. Tổ tiên tay phó Triệu Thẩm Ngôn được phục chức. Con nhớ cha lắm. Có vị quan trung chính như ông ấy là bách tính nhất định được sống yên ổn. Quỳnh ca, đi về hướng này. Đi, Tiêu Đầu, mau chuẩn bị cơm. Ăn xong tiếp tục lên đường. Mau lên. Đúng chứ, khi chết cha nói giang hồ có quá ít chính nghĩa. Chính nghĩa tiêu cục nhất định phải trụ vững. Ông ấy còn nói cho tôi nghe một bí mật. Ông ấy bảo rượu thuốc không phải là dùng để trị vết thương, mà giúp ông ấy nhớ đến hồi ức đẹp nhất. Uống rồi đi rượu, để tôi nghĩ đến một người đại mạo nhận biết của bạn. Tôi cảm thấy rất vinh. Vì tôi kiến chứng cho phán quan, có một cái đại đạo, biến thành đạo hiệp hữu đạo. Đương nhiên, tôi càng thêm sẽ nghĩ đến anh, nghĩ đến con đường chúng ta cùng đi qua.
中，又见他声音翩若惊鸿，冷酷的面孔，温柔绝不会出口中。他的刀刺杀如风，他的痛谁能懂？怎么我心像刀尖颤动？冷酷的面孔，温柔却不会出口中。